Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh lớp Cô Giang. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn khoa học lớp 4, bộ sách chân trời sáng tạo, bài 10, âm thanh. Trong bài học này, em sẽ tìm hiểu âm thanh và nguồn âm, sự lan truyền âm thanh. Phần đầu tiên của bài học là phần khởi động trang 43 sách giáo khoa khoa học lớp 4, vì sao bạn đang bịt mắt nhưng có thể đoán được ai vừa gọi tên mình. Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Dù bịt mắt nhưng bạn có thể đoán được ai vừa gọi tên mình bởi bạn có thể lắng nghe âm thanh bằng tai để phân biệt. Phần tiếp theo của bài học là phần 1. Âm thanh và nguồn âm. Câu hỏi khám phá trang 43 sách giáo khoa khoa học lớp 4, thí nghiệm. Chuẩn bị: thước nhựa cứng, mỏng, dây cao su. Thực hiện: Một tay giữ chặt một đầu của thước Tay kia bật nhẹ vào đầu còn lại, hình 2. Kéo căng dây cao su giữa hai ngón tay, gãy mạnh dây cao su, hình 3. Thảo luận. Em có nghe thấy âm thanh từ cây thước và dây cao su không? Thước và dây cao su có rung động không? Em có thể kết luận gì về mối liên hệ giữa sự phát ra âm thanh và sự rung động của vật? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Em có nghe thấy âm thanh từ cây thước và dây cao su. Cả thước và dây cao su đều có sự rung động. Từ đó, em rút ra kết luận, các vật phát ra âm thanh đều rung động. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập trang 44 sách giáo khoa khoa học lớp 4 cùng thảo luận. Tạo âm thanh bằng cách gõ thì vào thành của khay bằng kim loại có chứa một số mẫu giấy nhỏ vo tròn. Hình 4. Những mẫu giấy này di chuyển chứng tỏ điều gì? Khi ta nói, âm thanh được phát ra từ hai dây thanh trong thanh quản ở cổ, hình 5. Hai dây thanh trong thanh quản này có rung động khi ta nói không? Làm cách nào để biết điều này? Nếu gọi vật phát ra âm thanh là nguồn âm thì trong hai ví dụ trên, nguồn âm là vật nào? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Những mẫu giấy này di chuyển chứng tỏ khay kim loại rung động. Khi ta nói, hai dây thanh quản ở cổ có rung động. Để cảm nhận được điều này, ta có thể sờ tay vào cổ để cảm nhận được dây thanh quản đang rung khi ta nói. Nếu gọi vật phát ra âm thanh là nguồn âm thì trong hai ví dụ trên, nguồn âm là khay kim loại và dây thanh quản. Phần tiếp theo của bài học là phần vận dụng trang 44 sách giáo khoa khoa học lớp 4, điệu nhạc trong các cốc thủy tinh. Chuẩn bị: 6 cốc thủy tinh giống nhau, một chai nước, một thìa kim loại. Thực hiện: Rót các lượng nước khác nhau lần lượt vào năm cốc, cốc còn lại để như hình 6. Lấy thìa gõ vào từng cốc để tạo điệu nhạc mà em thích. Thảo luận: Khi gõ thìa vào mỗi cốc, âm thanh ở mỗi cốc phát ra có giống nhau không? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Khi gõ thì vào mỗi cốc, âm thanh ở mỗi cốc phát ra không giống nhau. Âm thanh ở những cốc không có nước hoặc ít nước sẽ to hơn âm thanh của những cốc có nhiều nước hơn. Sau phần này ta rút ra được kết luận. Các vật phát ra âm thanh đều rung động. Vật phát ra âm thanh được gọi là nguồn âm. Em tìm hiểu thêm. Khi âm thanh được truyền vào bên trong tay của chúng ta, âm thanh làm màng nhĩ trong tai rung động giúp chúng ta nghe được. Chúng ta cần giữ vệ sinh tai, không làm màng nhĩ bị tổn thương để tránh bị bệnh điếc. Phần 2. Sự lan truyền của âm thanh Câu hỏi khám phá trang 45 sách giáo khoa khoa học lớp 4, thí nghiệm. Chuẩn bị, một chậu nước, hai chiếc thìa kim loại, một bàn gỗ. A. À, thí nghiệm 1. Thực hiện, áp tay xuống mặt bàn, một tay bịch tay còn lại, một tay đặt trên mặt bàn, một bạn gõ tay lên mặt bàn, hình 7, thảo luận. Em có nghe tiếng gõ của tay không? Lúc đó, mặt bàn có rung động không? Từ thí nghiệm trên, em kết luận được gì về sự lan truyền của âm thanh qua gỗ? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. A. Thí nghiệm 1. Em có nghe thấy tiếng gõ tay. Lúc đó, em thấy mặt bàn có rung động. Từ thí nghiệm 1, em rút ra được kết luận về sự lan truyền của âm thanh, âm thanh truyền được trong gỗ. B. Thí nghiệm 2. Thực hiện gõ hai chiếc thìa kim loại vào nhau trong nước, hình 8. Thảo luận em có nghe tiếng hai chiếc thì trong nước chạm nhau hay không? Điều đó chứng tỏ âm thanh truyền được trong những môi trường nào? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Thí nghiệm 2. Em có nghe thấy tiếng hai chiếc thì trong nước chạm nhau? Từ thí nghiệm 2, em rút ra được kết luận về sự lan truyền của âm thanh, âm thanh có thể truyền được trong nước. Qua hai thí nghiệm, em rút ra được kết luận, âm thanh truyền được qua chất lỏng và chất rắn. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập trang 45 sách giáo khoa khoa học lớp 4 trong các trường hợp sau. Âm thanh có thể truyền được trong môi trường nào? Nghe tiếng thầy cô giảng bài trong lớp. Nghe được tiếng nói của nhau qua điện thoại tự làm bằng dây và hộp, hình chính. Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Trường hợp, nghe tiếng thầy cô giảng bài trong lớp, cho thấy âm thanh được truyền qua môi trường chất khí. Trường hợp, nghe được tiếng nói của nhau qua điện thoại tự làm bằng dây, và hợp cho thấy âm thanh được truyền qua môi trường chất rắn. Phần tiếp theo của bài học là phần câu hỏi khám phá trang 46 sách giáo khoa khoa học lớp 4. Khi bạn Hùng nói chuyện, bạn An hay bạn hoan nghe rõ hơn, Hình 10. Vì sao? Em kết luận được gì về độ to của âm thanh khi người nghe ở gần nguồn âm hơn? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Khi bạn Hùng nói chuyện, bạn An nghe rõ hơn bạn Hoa bởi bạn An đứng gần bạn Hùng hơn bạn Hoa. Từ đó, em rút ra được kết luận về độ to của âm thanh, khi âm thanh lan truyền càng xa thì độ to càng giảm. Phần tiếp theo là phần vận dụng trang 46 sách giáo khoa khoa học lớp 4 cùng sáng tạo, tự làm ống nghe y tế. Dụng cụ: một ống dài, hai phễu, băng dính kéo, thực hiện. Đưa đầu hai phễu vào hai đầu ống dây, hình 11A. Dùng băng dính dán kín chỗ nối của mỗi phễu với mỗi đầu ống dây. Áp sát một đầu phễu vào ngực trái của bạn, đầu phễu còn lại áp vào tai em, hình 11B. Thảo luận. Em có nghe được âm thanh gì không? Vì sao? Em có thể đếm nhịp đập của tim nhờ ống nghe không? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời, em có nghe được âm thanh đập của tim vì âm thanh được lan truyền qua phễu? Em có thể đếm được nhịp đập của tim qua ống nghe bởi chiếc phễu khách tán âm thanh giúp em nghe rõ hơn. Qua phần này ta rút ra được kết luận. Âm thanh được truyền qua chất khí, chất lỏng và chất rắn. Khi âm thanh lan truyền càng xa thì độ to càng giảm. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cô chúc các em chăm ngoan học giỏi hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo